Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ Chủ Nhật ngày 28 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Những thông tin chính có trong chương trình hôm nay: Khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2024, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp, Việt theo Thanh Hóa phát triển internet băng rộng đáp ứng chuyển đổi số bảo đảm hoạt động giao dịch tài chính thông suốt những ngày nghỉ lễ, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay cho nông dân sản xuất. Tiếp theo là phần tin thế sự quốc tế. Nổ kho đạn gây nhiều thương vong ở Campuchia. Ngoại trưởng Israel nhấn mạnh việc giải thoát con tin là ưu tiên hàng đầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối 27 tháng 4, Tại sân khấu Quảng Trường Biển, thành phố Sầm Sơn, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề Sầm Sơn rực rỡ sắc màu và khánh thành Quảng Trường Biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Lê Thành Long, Ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn này với Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn này với Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban bộ ngành cơ quan trung ương, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, lãnh đạo các tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, đại diện tập đoàn Sun Group, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ lãnh đạo thành phố Sầm Sơn nhấn mạnh, nằm trong lòng xứ Thanh, một vùng đất cổ rực rỡ sắc màu văn hóa, Sầm Sơn nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, chứa đựng trong mình nhiều giá trị văn hóa lịch sử, gắn liền với những truyền thuyết và huyền thoại đã in đậm trong tâm thức của người dân. Những yếu tố đó đã kiến tạo nên một sầm sơn linh thiêng mộng mơ và quyến rũ là điểm hẹn hội tụ hấp dẫn chào đón du khách muôn phương. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đón hơn 12 triệu lượt khách, trong đó Sầm Sơn đón gần 8 triệu lượt khách và là một trong những đơn vị cấp huyện thị xã thành phố có lượng du khách đông nhất cả nước. Phát huy tiềm năng và lợi thế nổi trội, Sầm Sơn đã và đang quyết tâm khai thác và phát huy các lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để hình thành các khu vui chơi giải trí, khu du lịch mới tầm cỡ quốc tế, tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh du lịch, quyết tâm xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia. Sau phần diễn văn khai mạc, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành chính thức đưa vào hoạt động quảng trường biển và chụp cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Đây là dự án được đầu tư quy mô với quảng trường rộng 2 hecta, sức chứa khoảng 10.000 người. Trục cảnh quan lễ hội có chiều dài 2,6 km rộng 120 m, nối từ quảng trường biển đến đại lộ Nam sông Mã, được tư vấn thiết kế bởi Aspect Studios Úc, một trong các đơn vị quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc cảnh quan. Quảng trường biển Sầm Sơn được đầu tư hiện đại đồng bộ, vừa có không gian rộng để tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện ngoài trời quy mô, lại vừa là điểm đến văn hóa cho người dân du khách. Với việc chính thức đưa vào khai thác, quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội sẽ tăng sức hấp dẫn cho du lịch sầm sơn, thu hút du khách, khắc phục tính mùa vụ, từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thanh Hóa. Lễ hội Du lịch Biển năm 2024 được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Sầm Sơn Rực Rỡ Sắc Màu. Chương trình gồm 3 chương. Chương 1 Tinh Hoa Văn Hóa Sứ Thanh, chương 2 Âm Vang Biển Xanh và chương 3 Sầm Sơn Dạng Rỡ Tương Lai ca ngợi những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của vùng đất xứ Thanh, những đổi thay phát triển mạnh mẽ của đô thị du lịch Sầm Sơn trên hành trình vươn mình trỗi dậy, với mục tiêu trở thành điểm đến du lịch biển hàng đầu khu vực phía Bắc. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của các ca sĩ diễn viên vũ đoàn nổi tiếng như Đức Phúc, Trọng Tấn, Min, Dương Hoàng Yến, nhóm Opus. Có sự kết hợp giữa không gian sân khấu với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại tạo hiệu ứng nổi bật, tái hiện những hình ảnh tiêu biểu về kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách. Chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 khép lại bằng màn bắn pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu, mở đầu cho mùa du lịch hè đầy sôi động. Theo kế hoạch, năm 2024 tại thành phố Sầm Sơn sẽ có 17 chương trình lễ hội sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức. Sau 5 năm nỗ lực thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm được công nhận từ 3 đến 5 sao ở 27 huyện thị thành phố hầu hết các sản phẩm sau khi được công nhận đều tăng cả quy mô, số lượng và doanh thu bán hàng. Kết quả đạt được là sự đáng ghi nhận trong thực hiện chương trình ô cốp. Mỗi địa phương đã biết phát huy thế mạnh thực hiện chương trình, tiêu biểu là các huyện Nga Sơn với 37 sản phẩm, Hoàng Hóa 35 sản phẩm, Thọ Xuân 32 sản phẩm, Yên Định 31 sản phẩm, Thạch Thành 19 sản phẩm nhờ tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện hiệu quả quyết định 148 ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cho cấp huyện đã tạo cơ hội thuận lợi cho các chủ thể tham gia phát triển sản phẩm ô cốp. Bên cạnh đó còn chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến thương mại đến bạn bè trong và ngoài nước thông qua các hội nghị giao thương, đồng thời tổ chức nhiều hình thức bán sản phẩm ô cốp linh hoạt tại các trang web của cơ sở các cấp từ huyện đến tỉnh và các hội nghị hội thảo khai trương du lịch hè Sầm Sơn, ngày phụ nữ sáng tạo, hội trợ kết nối cung cầu, các chương trình đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt người xem và mua sản phẩm, qua đó các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như hộ kinh doanh thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm ô cốp của mình trên các sàn thương mại điện tử. Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh, Viettel Thanh Hóa đã đầu tư hạ tầng số hiện đại chất lượng cao, trong đó hạ tầng internet băng rộng được Viettel Thanh Hóa ưu tiên hàng đầu. Bài viết của phóng viên Lan Anh. Huyện Hoàng Hóa là địa bàn rộng, dân số đông nên ngay từ những năm đầu tiên đi vào hoạt động, Viettel Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư hạ tầng viễn thông trên địa bàn. Đến nay, Viettel Thanh Hóa đã đầu tư hệ thống internet băng rộng trên địa bàn huyện Hoàng Hóa với khoảng 22.000 thuê bao cố định. Ông Trần Văn Giang, thôn 4 xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: "Thì tôi cũng vừa mới xây nhà xong thì cũng chuyển sang cái mạng Viettel này. Nó chuẩn và mạnh. Đấy, xem tivi nữa chuẩn." trên mạng, trên điện thoại cũng ok. Tôi bên nghỉ xây dựng thì cũng hỗ trợ được nhiều. Ví dụ như thế là thông tin truyền thông cho anh em Đấy, qua mạng thì anh cũng đỡ được, thứ nhất là đỡ được kinh phí của gọi điện đi. Hiện tại Việt Theo Thanh Hóa đã phát triển một hạ tầng mạng lưới rộng khắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với trên 4.000 trạm phát sóng BTS, phủ sóng đến 100% thôn bản và gần 98% dân số của tỉnh bảo đảm tốt thông tin liên lạc, đa phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước, đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Viettel Thanh Hóa đạt hơn 2 triệu thuê bao di động, trở thành nhà mạng có thuê bao di động nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thuê bao 4G chiếm gần 80%, hơn 500.000 cổng Internet cắp quang phủ tới 100% trung tâm xã Phường Thị Trấn, 60% thôn, xóm, tương ứng với hơn 60% hộ dân sẵn sàng được kết nối Internet cáp quang thuê bao Internet cố định băng rộng của Viettel Thanh Hóa đạt hơn 300.000 thuê bao. Đặc biệt, với vai trò của một doanh nghiệp quân đội, Viettel Thanh Hóa luôn ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Hạ tầng viễn thông khu vực miền núi, biển đảo được đơn vị đặc biệt quan tâm đầu tư, có phần quan trọng trong thể hiện nhiệm vụ hiện đại hóa mạng thông tin quân sự. Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó đốc Viettel Thanh Hóa nói. Những năm qua, đã tổ chức triển khai các cái hạ tầng viễn thông và hạ tầng IoT để phục vụ và chuyển đổi số quốc gia. Để chúng tôi sẽ tập trung triển khai các cái trạm cố định băng rộng đến tất cả các cái xã, thôn, bản, triển khai các cái tuyến cáp quang 100% đến các hộ dân là phải chỉ, sử dụng đường truyền cáp quang sẽ nâng cái tốc độ đường truyền lên cho bà con hộ gia đình 300 m trên một giây. Thứ hai, đồng loạt triển khai các trạm phát sóng BTS đến biển đảo đồng bào ở miền núi sâu nhất trong quá trình các cái trạm phát sóng chúng tôi sẽ nâng cấp lên để triển khai các cái dịch vụ 5G. 5G là một trong những nhiệm vụ chính và trọng tâm của việc theo thanh hóa. Việt theo Thanh Hóa đặt mục tiêu đến hết tháng 9 năm nay đảm bảo hạ tầng mạng 4G để chuyển đổi 100% thuê bao 2G sang 4G bằng rộng, thực hiện tắt trạm 2G, thiết lập mạng cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G. Đây là điều kiện cần thiết, có phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu của tỉnh là nâng tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet bằng rộng đạt trên 85% trong năm 2024. Bằng nguồn ngân sách tỉnh năm 2023, Trường Trung học Phổ thông Quan Hóa được đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ 3 tầng với 15 phòng chức năng, nhà đa năng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 14,98 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa đã cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát hiện trường và phối hợp với nhà thầu giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Năm 2024, huyện Quan Hóa triển khai thực hiện 147 công trình, có 97 công trình chuyển tiếp, 50 công trình dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư hơn 187 tỷ đồng. Trong đó, một số công trình trọng điểm như đường giao thông bản tang đi bản sậy xã Trung Thành, sắp xếp ổn định dân cư các hộ dân bản sậy xã Trung Thành, nâng cấp sửa chữa đường giao thông bản bó xã Trung Sơn, đường giao thông thị trấn Hồi Xuân, Tuy nhiên hiện nay có 11 dự án cần giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là 19,62 ha, nhưng đến thời điểm 15 tháng 4 năm 2024, huyện mới giải phóng được 7,4% diện tích đã đăng ký. Việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình dự án mà còn ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 để đẩy nhanh thi công các công trình dự án huyện quan hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng chỉ đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cử cán bộ giám sát đôn đốc các nhà thầu bố trí phương tiện máy móc thiết bị nhân lực tổ chức tăng ca đảm bảo tiến độ chất lượng theo kế hoạch đề ra tiến hành lập hồ sơ, phiếu giá thanh toán khối lượng hoàn thành và giải ngân kịp thời đối với các công trình đủ điều kiện thanh toán vốn để góp phần hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội huyện quan hóa phát triển. Để người dân chủ động trong hoạt động tài chính, các ngân hàng thương mại đã công khai thông báo lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 từ nhiều ngày trước. Theo đó, phần lớn các ngân hàng sẽ kết thúc hoạt động cuối ngày 26 tháng 4 và mở cửa giao dịch và làm việc trực tiếp trở lại vào ngày 2 tháng 5. Các giao dịch thực hiện qua các nền tảng trực tuyến vẫn hoạt động xuyên suốt các ngày nghỉ. Ngân hàng Nhà nước Thanh Hóa đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh bảo đảm các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định thông suốt, bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử thanh toán thẻ trên hệ thống atm post ổn định an toàn hiệu quả đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân bảo đảm cung ứng dịch vụ thanh toán thông suốt đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu thanh toán mua sắm của người dân đối với các giao dịch khác như quét mã qr thanh toán qua ứng dụng smart banking các ngân hàng đã quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cấp phần mềm đồng thời bố trí cán bộ trực kỹ thuật để có biện pháp xử lý tình trạng tắc nghẽn ngay khi có sự cố xảy ra do lượng khách hàng truy cập quá tải. Nếu như vào ngày bình thường, ngân hàng tiếp quỹ 1 đến 2 lần một tuần thì vào dịp nghỉ lễ dài ngày như năm nay, ngân hàng tiếp quỹ 4 đến 5 lần một tuần và ngay ngày cuối cùng trước ngày nghỉ lễ 100% máy ATM đều được tiếp quỹ, bảo đảm vận hành thông suốt. Bên cạnh đó, các ngân hàng đã phối hợp với các công ty bảo trì để giả soát, bảo dưỡng tất cả các máy ATM, máy POS, nâng cấp phần mềm liên tục để hạn chế lỗi phát sinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, có đất đai có sức lao động nhưng lại thiếu vốn sản xuất là thực trạng chung của nhiều hộ nông dân. Chính vì thế những năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đứng ra ký kết ủy thác với các ngân hàng cho hội viên nông dân vay để phát triển kinh tế. Thông qua các nguồn vốn vay, nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Bài viết của phóng viên Hương Hạnh. Đầu năm 2023, thông qua hội nông dân huyện Nông Cống, gia đình ông Lê Đình Quảng ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, được ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay 100 triệu đồng. Với số vốn này, ông Quảng đã mở rộng diện tích gieo trồng giống cây lâm nghiệp từ 800m2 lên 2.000m2, đồng thời mua thêm giống máy móc phục vụ sản xuất. Trung bình mỗi năm gia đình ông bán được trên 5.000 cây giống, có giá trị hơn 300 triệu đồng. Cũng như gia đình ông Quảng, hiện nay Hội Nông dân huyện Nông Cống đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho hàng trăm hộ vay phát triển kinh tế với tổng nguồn vốn gần 900 tỷ đồng. Ông Lê Đình Quảng, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết qua cái kênh của họ nông dân ấy, thì nó giúp cho các họ uh, gia đình mà đặc biệt là làm giống cây lâm nghiệp thì phát triển rất tốt thứ nhất là tạo cái nguồn vốn cho các họ mở rộng thêm diện tích cũng như là đầu tư thêm vật tư dụng cụ ví dụ như là khoan giếng tưới bằng máy bơm rồi kể cả là đường hệ thống đường ống tưới tạo công an việc làm cho bà con nhân dân là rất nhiều. Bà Trần Thị Huế, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Hiện nay thì các cái mô hình tập trung để phát triển để chủ yếu là các cái cây trồng và chăn nuôi để tạo điều kiện cho các cái hộ sản xuất. Và bây giờ chúng tôi thì năm 2024 thì chúng tôi cũng đã tập trung cho các cái hội viên mà sản xuất tiêu biểu và nhất là ưu tiên cho dành cho các cái hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, đặc biệt là quan tâm chú trọng đến các cái mô hình sản xuất liên kết bao tiêu sản phẩm để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng phát huy được hiệu quả. Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo cho các cấp hội nông dân cơ sở khảo sát thực tế nhu cầu vay vốn của các hộ, trong đó ưu tiên lựa chọn những hộ có tiềm năng điều kiện sản xuất phù hợp với nguồn vốn vay. Thông qua ủy thác của các cấp hội với các ngân hàng chính sách xã hội, nông nghiệp phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 200.000 hộ được vay với tổng số vốn trên 15.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân cũng đã phối hợp với các ngành đơn vị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Bà Vũ Thị Thanh Xuân, trưởng ban kinh tế xã hội Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong năm 2024 và những năm tiếp theo thì các cấp hội vẫn tập trung đẩy mạnh cái chương trình phối hợp với hai ngân hàng và đặc biệt là chúng tôi sẽ lựa chọn ra soát thật là kỹ lưỡng các cái hộ mà thực sự có cái nhu cầu vay vốn cũng như có các cái điều kiện để làm thế nào mà cái nguồn vốn vay nó theo sẽ theo hướng là hiệu quả hơn và đặc biệt là có thể ứng dụng được các cái uh, tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là cái công nghệ cao để có thể uh, mở rộng các cái ngành nghề uh, sản xuất nông nghiệp theo cái hướng là hữu cơ an toàn. Nguồn vốn vay từ ngân hàng đã giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các cấp ra soát số gia đình hội viên có nhu cầu vay vốn để có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý, hiệu quả. Dự báo tình hình thiên tai trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường để chủ động phòng ngừa các cấp ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố, thảm họa gây ra. Để chủ động ứng phó với sự cố do thiên tai gây ra, ngay từ đầu năm các ngành địa phương đã giả soát, bổ sung hoàn thiện phương án huy động lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự theo phương châm 4 tại chỗ. Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hiệp đồng với các đơn vị lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 đóng trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với lực lượng huy động 1.100 chiến sĩ. Riêng đối với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đến nay 559 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã củng cố kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai với 52.745 người tham gia. Các ngành địa phương đã tổ chức kiểm kê, đánh giá số lượng, chất lượng các loại vật tư dự trữ phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bổ sung vật tư mới thay thế vật tư hư hỏng đồng thời ra soát bổ sung hoàn thiện phương án huy động các loại phương tiện thiết bị để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng ứng cứu và xử lý các tình huống khi có bão lũ xảy ra đối với các địa phương ven biển các đoàn tập trung kiểm tra công tác quản lý người phương tiện nghề cá hoạt động trên biển phương án sơ tán dân khi có bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra phương án đảm bảo an toàn cho các công trình ven biển ở các địa phương có công trình đê điều, hồ chứa, các đoàn công tác kiểm tra việc xây dựng, phê duyệt các phương án đảm bảo an toàn cho công trình và chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với các huyện miền núi, đoàn công tác tập trung kiểm tra phương án đảm bảo an toàn cho các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, cô lập, sạt lở đất, lũ quét. Phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, phương án đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du các hồ chứa. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đang đẩy mạnh vận động người sử dụng lao động và người lao động thành lập tổ chức công đoàn. Công đoàn Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển mới 16.000 đoàn viên công đoàn trong năm 2024. Bài viết của phóng viên Lê Quỳnh. Với phương châm ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn các cấp công đoàn Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới phương pháp tuyên truyền vận động, thu hút đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Nhờ phong trào hoạt động của tổ chức công đoàn về chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động đã tạo niềm tin, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, Thanh Hóa có hơn 332.000 đoàn viên với 3.744 công đoàn cơ sở. Ông Bùi Văn Viết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Minh Quý nói: sau khi mà nhận được cái quyết định thành lập của Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc thì đối với công ty Minh Quý nhận thấy rằng nó là một cái yếu tố tích cực nó kết nối các đoàn viên được sự hỗ trợ của công đoàn cũng như là ban lãnh đạo công ty sẽ đồng hành cùng với tổ chức công đoàn để đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là kết nối các vấn đề về chăm lo đời sống cho À, các công đoàn viên trong công ty năm 2024 công đoàn thanh hóa đặt mục tiêu phát triển mới 16.000 đoàn viên đây là mục tiêu không hề dễ dàng nhất là trong bối cảnh số doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cầm chừng chưa có dấu hiệu mở rộng phát triển thêm vào đó nhiều lao động lại có xu hướng dịch chuyển việc làm từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức ông lê trung văn trưởng ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa nói. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo đến các cấp công đoàn một số cái nhiệm vụ giải pháp như sau. Thứ nhất đó là về tăng cường cái việc công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với các cấp công đoàn trong tỉnh để thực hiện tốt cái nhiệm vụ công tác phát triển và đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Để các cấp công đoàn trong tỉnh được phải là trách nhiệm giả soát rồi khảo sát những doanh nghiệp, những đơn vị và đặc biệt là cái lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh đấy để tổ chức triển khai thực hiện tập trung vào công tác nâng cao cái chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động phong trào đặc biệt là liên quan đến cái việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động cùng với việc đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở các cấp công đoàn trong tỉnh đang tiếp tục tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới qua đó vừa chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, vừa đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2024 và 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ mùng 7 tháng 5 1954 mùng 7 tháng 5 2024. Sáng 28 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 762 tham quan học tập tại Nhà truyền thống. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tham quan Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ đã tham quan học tập tìm hiểu về lịch sử dân tộc, quá trình thành lập, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Thông qua buổi tham quan học tập tại nhà truyền thống, cán bộ chiến sĩ hiểu rõ hơn về truyền thống, những công hiến, sự hy sinh cao cả của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, từ đó hình thành và hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm để cán bộ chiến sĩ thấy rõ hơn niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh hút khách bởi đa dạng hoạt động trải nghiệm đặc sắc hấp dẫn. Đặc biệt trong kỳ nghỉ này, một số hoạt động trải nghiệm lần đầu tiên được ra mắt thu hút sự quan tâm của những người yêu thích du lịch trải nghiệm. Mặc dù thời tiết trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nắng nóng gay gắt, thế nhưng các hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại tổ hợp vui chơi giải trí nghỉ dưỡng Anh Phát Hotel and Resort thị xã Nghi Sơn vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt tại tất cả các khu vực tổ chức hoạt động trải nghiệm như trượt zip line, đua xe địa hình, trượt cỏ, bắn súng sơn, chèo thuyền cây ác đều thu hút rất đông du khách. Đặc biệt trong suốt 5 ngày của kỳ nghỉ lễ, vào khung giờ từ 9 đến 10 giờ sáng hàng ngày, tại Anh Phát Hotel Resort sẽ diễn ra giải đua thuyền cây ác trên hồ Quế Sơn dành cho tất cả du khách. Giải thưởng là vô chương nghỉ dưỡng lên đến 2,5 triệu đồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách tại làng du lịch yên trung yên định cùng với các hoạt động trải nghiệm vùng quê nông thôn bắc bộ tại đây còn diễn ra lễ hội các trò chơi dân gian trong suốt kỳ nghỉ lễ như ai giỏi thăng bằng trên cầu khỉ vũ điệu cầu lắc đốt lửa trại chiếu phim ngoài trời cuộc thi nhà vô địch nhảy dây lễ hội đua thuyền cuộc thi cung thủ siêu phàm đắp bờ tát cá biểu diễn ảo thuật kỳ tài lộ diện bắn pháo hoa mừng đại lễ cùng với đó tại làng du lịch yên trung lần đầu tiên cho ra mắt trải nghiệm vô cùng mới mẻ lướt ván phản lực trên dòng cựu mã giang đây là môn lướt ván có động cơ mang đến cho người chơi trải nghiệm mới lạ thích thú cảm giác mạnh vượt lên những con sóng ngoài ra tại các điểm đến du lịch nông trại trên địa bàn tỉnh như ti phan đông sơn Queen farm quảng sương golden câu thường xuân cũng là những điểm đến thu hút khách bởi các hoạt động trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên với đa dạng hoạt động trải nghiệm hấp dẫn Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ là một trong những địa phương thu hút lượng lớn khách du lịch của cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Để thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2025, huyện Ngọc Lặc đã phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó tập trung vào thực hiện tiêu chí môi trường. Thực hiện phong trào hàng rào xanh do huyện phát động, đến nay người dân thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn đã trồng được trên 5 km hàng rào trẻ mạn. Định kỳ hàng tuần, các tổ dân cư trong thôn tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm khuôn viên gia đình, đảm bảo nhà sạch vườn xanh, đường không có rác thải. Bà Bùi Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc cho biết. Phong trào cũng giúp uh, giữ gìn được cái nét quê và tạo cái môi trường trong lành, sạch đẹp và cũng rất là khang trang đối với lại cái vùng nông thôn và để cho người dân thấy được là cái cuộc sống ở quê hương mình là nó bình yên. Ban thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc đã lựa chọn những cách làm riêng nhằm xanh hóa các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện phát động phong trào hàng rào xanh giai đoạn 2021-2025, phong trào trồng cây xanh nơi công cộng và thực hiện hai hội thi tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, nhà sạch vườn đẹp hàng rào xanh nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, hướng tới xây dựng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời ở vùng nông thôn miền núi. Đến nay, toàn huyện đã có 21 trên 21 xã thị trấn đồng loạt triển khai thực hiện phong trào trồng cây xanh nơi công cộng, hàng rào xanh trong đó, có 50 đến 75% các tuyến đường trong toàn xã có hàng rào xanh, tổng chiều dài gần 300 km với ba loại cây trồng chính là chè mạn, dâm bụt, mắt ngọc. Từ hiệu ứng của các phong trào, huyện Ngọc Lặc tiếp tục ban hành đề án phát triển trồng hàng rào xanh trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu trồng mới khoảng 328 km hàng rào xanh trên địa bàn toàn huyện với mức hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, xã. Ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư huyện ủy Ngọc Lặc cho biết thêm. Cái mục tiêu chính của các cái phong trào này sẽ là thực hiện trồng cái hàng rào xanh đối với các cái hộ gia đình để tạo được cái cảnh quan kiến trúc cho cái môi trường sống của bà con ở khu vực nông thôn và góp phần xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới mang cái đặc tính riêng của huyện Ngọc Lặc, sáng, xanh và sạch đẹp. Với sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể và các ủy chính quyền các địa phương, sự chung tay góp sức của người dân công tác bảo vệ môi trường của huyện Ngọc Lặc đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước làm thay đổi nhận thức ý thức trách nhiệm của người dân. Việc giữ gìn cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đã mang lại nhiều đổi thay của vùng nông thôn nơi đây, phấn đấu đưa huyện Ngọc Lặc trở thành huyện miền núi đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới. Định Long là xã có vị trí địa lý thuận lợi khi tiếp giáp với thị trấn Quán Lào và nằm trong khu công nghiệp trọng điểm của huyện Yên Định. Những năm qua, xã Định Long đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Định Long luôn xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất. Do đó, xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã Định Long đã tích tụ được trên 30 hecta đất nông nghiệp để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, trong đó đã hình thành được hai vùng sản xuất lúa hữu cơ, tân ngữ tại hai khu vực với diện tích 18 hecta và mô hình trồng ngô sinh khối với diện tích 14 hecta bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, toàn xã có 23 trang trại gia trại, trong đó có 2 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô lớn, góp phần duy trì đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định trên 60.000 con. Để thúc đẩy phát triển sản xuất, địa phương đã đưa ra nhiều cách thức để khuyến khích, hỗ trợ các vùng sản xuất, xây dựng sản phẩm ô cốp, đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của người dân đã tạo nên diện mạo nông thôn có nhiều tiến bộ và phát triển về mọi mặt. Cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng khang trang, bền vững, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng một năm. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, công an tỉnh đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm. Do chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nên trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh trên các tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ phức tạp về an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và an toàn phòng cháy chữa cháy cơ bản được đảm bảo. Lực lượng công an đã tiếp nhận xử lý hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một vụ trộm cắp tài sản ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng, bắt và xử lý 3 vụ 7 đối tượng tàng trữ sử dụng ma túy trái phép. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện lập biên bản, xử lý 447 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền gần 700 triệu đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định 32 trường hợp, tạm giữ 97 phương tiện, xử phạt vi phạm nồng độ cồn 44 trường hợp, phạt tiền hơn 152 triệu đồng, xử phạt vi phạm quá tải 10 trường hợp, cơi nới quá tải 8 trường hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.